Xin chào các bạn, bây giờ trong chương trình này chúng ta sẽ đến với một thái bi nó tương đối khó mà nó hơi bá đạo một chút. Đó, thì cái thái bi này đi. Thái bi nằm như này, bích cửa cu lê luôn. Đó, thái bi nằm gì cũ gì. Đó. Thái bi này bích cửa cu lê luôn. Nha. Yeah. Thái bi quýnh sao? Quýnh massage nó làm gì? Ví dụ quýnh vậy không nói nha. Đó, quýnh vậy nói làm gì? Hay kỹ thuật của môn khác, của cái thế khác. Còn ví dụ các bạn không biết massage thì sao? Không vậy nói làm gì em, vậy còn dễ quá, mình phải đặt thái bi nó khó vậy đó. Đó, nó khó không? Nó vậy đó, nó cu lê nó đá mất xe được, tao ăn không được mới đẻo. Ví dụ các bạn biết vậy đó. Đó cũng là một cách sợ cu lê em đừng muốn vậy á. Đúng rồi, nhưng mà cái bây giờ nó gắt hơn nữa, tại vì nó nằm gần như nè thì mà quýnh kiểu này không được nữa. Nó làm vậy là quýnh kiểu này không được, quýnh sao lòn. Và bây giờ cũng quýnh được cái thái bi này đó, các bạn phải sử dụng cấm cơ phi mình, cắm cơ xuống có thể là mỏng thôi, mỏng là chi để cho đất vàng mình đi xa, cái vàng nó đi nó có đá nên khỏi nhẹ thì nó nằm ở trong phạm vi trúng để tránh. À, với cái bi này thì mình cắm cơ có thể là cuốn mỏng, nhưng mà cắm cơ mình nhắm vô cái điểm nào, đúng không? Nếu mà mình cắm cơ vô cái điểm cái bi trắng nó trúng cái điểm ở đây á thì là cái khả năng hụt nó sẽ có rồi đó, mà không những hụt mà cái bi vàng nó còn đá nó đỏ nữa, thì mình cắm mỏng sao cho bi trắng được cái này là thì nằm trúng cao. Rồi, dùng như thái bi này. Bây giờ cái thái bi này chúng ta quan tâm, chúng ta quýnh vô trong đây. Nhưng mà phải có một kỹ thuật là cắm cơ ốc phi nghịch. Cắm cơ phi nghịch để bẻ cong cái bi trắng nó vô đây nhẹ dần ngược cho ra. Trái bi già nhất nó bò lớn lớp tới gần phạm vi này thôi. Nếu mà nó có đá nó vẫn trúng. Còn cái bạn cũng vậy sẽ không đúng không nha. Đừng có mỏng quá. Đó. Này đi massage không có bò. Có đào tái bi cũng có dễ, nhưng mà cũng còn chơi được lại. Rồi mình... Alo, rồi cái hành bi mình dễ nhận ra đó là cái góc này nó bị rộng nè. Ba cái bi nó thẳng hàng. Mình phải quýt vô băng, nhưng mà quýt vô băng quýt bình thường nó lọt. Rồi cái nên mình còn phải cắm cơ mình chú xuống mình để phê gì nè. Mình cho nó không lọt ra đã. Đó, nó chúng nó sẽ giữ lại cái bi. Nha. Bi này cũng dễ lắm thôi, chứ có gì khó hết đó. Nhưng quan trọng là cái mình muốn giới thiệu cái thằng cắm cơ phê này. Quýt bình thường nó không nhớ. Còn có những bạn quen á, các bạn những thái bi như vậy nè, các bạn sẽ quýnh để phi thuận luôn, quýnh về lọt mẹ luôn rồi không được, nên phải cắm cơ phi thuận. Cái mục tiêu tại sao chúng ta phải cắm cơ, chúng ta cắm cơ đó để cho chúng ta cái bi này nè, nó dằn một cái góc rộng như vậy, nó dằn ngược ra và chúng ta đánh mỏng này kia để cho cái bi trắng nó không đi xa, cái bi trắng nó đi xa nó mất cơ. Thì mục tiêu quýnh mỏng á là phải để cho mình, khi mình quýnh một thái bi á là mình nghĩ tới cái bi này nè, cái bi này nó quan trọng nhất, nó phải đi gần thôi đã để cho mình gơm. Mà muốn đi gần như vậy thì phải quýnh mỏng, mà khi mà quýnh mỏng mà bạn không dằn cái lịch á thì còn quýnh mỏng này bằng tưởng tượng quýnh mỏng nó ra thì không có tiêu rồi, chỉ cần phải cắm cái lịch lại thôi, đơn giản như vậy. Kiểu gì gơm đó các bạn, các bạn làm thái bi đi, em cố gắng nha, bữa nay chỉ em ba tỷ kỹ rồi đó. Okay. Gơm hoài luôn rồi các bạn. Cứ bi nhà mà cứ ngồi để chơi vòng vòng là 2-3 điểm là hai ba điểm là bao thơm đó. Trẻ hán người yêu qua đây chô trắng về ngồi chỗ xào xào thôi đủ chín mì rồi đó, không nhìn trời ơi anh Giang nghe me bi gơm của người ta ha. Thôi luyện công đi cô lên đó, luyện công đi nha. Trời ơi à, ngày tháng tư cành diêm chưa hè chỉ đôi ta, là nơi đam mê nơi hẹn hò cùng ấm tình yêu giấc mộng vàng son, tay anh dang dòng hoài bao lớn lao, nét như căn phòng ân chưa khát khao, tim em bèn lên ôi huyền diệu rung động bồ
ăn vòng tay xiết đôi tâm hồn lúc si mê, từng làn tay lướt qua xa em ai, cảm xúc em muốn gì? Em hỡi cho anh được như thế, anh vàm vỡ đẹp biết bao, mắt sắc oai hùng ôi mạnh mẽ, thử hỏi em rằng em có ước ao? Tim nó yêu rồi em có hay, xác thịt tìm vào tình mê say, hòa theo điệu nhảy diêm mơ tango, quyến chặt đôi bờ xương ngắt ngủ.